Nhật Chiết là ngồi bàn đầu, nhìn chiếu tướng thầy để học. Còn anh Đức thì không bao giờ ngồi bàn đầu mà toàn ngồi cuối lớp, nên là chính vì vậy mà không nhìn thấy nhau. Xe con ấy, nó có một con Spider-Man. Thì con hỏi Hằng là Spider-Man làm nhiệm vụ gì, Hằng có nhớ không? Em nghĩ là em bảo là bắn tơi. Đúng rồi, thì con nói bắn tơi về đó. Ai mà ngồi vị trí này á thì bắn tơi vô xe á, làm người yêu anh thì ráng chịu nha. Thế cô kia, dạ, cái xong là mình vui vẻ quá, mình lại lái xe đưa con về. Dạ. Từ đó thì đi mua bắt. Mà là mình muốn tìm một người chồng là cái trai như này. Xong rồi con in hình người thứ hai là con in anh Ronaldo. Con bảo là mình muốn tìm một anh là nghị lực như thế này. Và con in một hình thứ ba là anh Elon Musk. Là con bảo là muốn là một lãnh đạo lớn như người này. Xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thần ạ. Con tên là Nguyễn Như Đức, hiện tại 35 tuổi. Hiện tại đang là giám đốc công ty MTC Skin, chuyên cung cấp thiết bị thẩm mỹ và mỹ phẩm chuyên dụng cho spa nhập khẩu từ Hàn Quốc ạ. Và đây là vợ con. Dạ, con chào cô chú ạ. Con tên là Bùi Thu Hằng, năm nay con 30 tuổi. Và hiện tại thì con đang sinh sống và kinh doanh ở tại Hà Nội. Thì sản phẩm của ông xã thì cũng là một trong số các sản phẩm mà con đang kinh doanh. Không biết là các bạn có làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh không? Con đang sống ở ngoài Bắc. Vợ con là vợ Bắc, con là chồng Nam. Thế là ra Bắc, thế là con sinh sống và làm việc hiện tại ở ngoài Bắc là chính ạ. Nghĩa là làm rể ngoài Bắc đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chắc có lẽ là mời hai bạn có thể chia sẻ cho chương trình được biết rằng là cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng về nhau ra sao? Dạ vâng. Dạ thì hai vợ chồng con thì gặp nhau trong một cái chương trình học phát triển bản thân. Thực ra là hai vợ chồng mỗi người đều dành khá là nhiều tiền cho cái khóa học đó đấy. Bản thân con là tiền học là khoảng 368 triệu. Và chi phí các thứ thì cái khóa học đấy của con là một năm đấy con học là hết 500 triệu tiền đi học đấy ạ. Và anh xã nhà con cũng thế. Thế bọn em khi mà ở trong cùng một cái lớp học đấy Eagle Club, nha, bọn con học cùng với cả nhau thì là bạn cùng lớp và quen biết nhau từ cơ duyên đấy ạ. Wow, tức là tụi con học cách đây bao nhiêu năm rồi? Cách đây 3 năm ạ. Nhưng mà có nhớ cái lần đầu tiên mà gặp cái bạn này á, là bạn ấy có ngồi, là lúc đó là bạn đó, bạn này là ngồi kế mình hay là bạn ấy ngồi xa mình? Chắc vợ con không nhớ rồi. Thôi giờ kể đi. Cảm ơn ạ. Con thì làm việc ở bên nước ngoài Hàn Quốc được 10 năm. Sau trong một cơ duyên con về hay về Việt Nam, thế là con đi học lớp phát triển bản thân. Thì đột nhiên ở trên Sapa trong một lớp trước khi buổi học thì con ngồi trong một cái bàn ăn thì có thấy một cô bé vợ con hiện tại ngồi đối diện với con, chắc hẳn nhớ rồi ạ. Mặc áo màu trắng rất là lanh lợi, rất là hòa đồng, rất là năng lượng và hoạt bát. Thế là mình để ý trước, mình tia ý trước, nhưng mà cô ta có vẻ không để ý tới con. Thật sự thì hồi đấy thì với con là cái số tiền rất là lớn, vì thời đấy hồi đấy con khoảng tầm 25, 26 tuổi, thì khi mà con đã xác định là mình đầu tư cái số tiền đấy rất là lớn để mình đi học rồi, nên con chỉ tập trung vào việc học thôi ạ. Nhiều khi mình không có để ý lắm. Mà anh Đức thì con thì chuyên là ngồi bàn đầu, nhìn chiếu tướng thầy để học. Còn anh Đức thì không bao giờ ngồi bàn đầu mà toàn ngồi cuối lớp, nên là chính vì vậy mà không nhìn thấy nhau. Nhưng mà trước đó con có người yêu chưa? Đã chưa, đó chưa ạ, con độc thân 5 năm trước đó. Bạn này á, là đã truy tìm Facebook cô hàng này. Dạ vâng. Và tìm hiểu, sau một thời gian tìm hiểu thì biết cô này chưa có người yêu. Và chú đoán nha, sau đó là bạn này bắt đầu tấn công. Tấn công nhanh. Sau đó tấn công con nhắn tin hỏi thăm. Và con giả bộ như là một học viên chưa biết gì, hỏi thăm lớp trưởng, bạn coi chỉ cho con. Cái chiêu quen quá. Dạ vâng, chiêu quen lắm đó. Nhưng mà bạn rất lạnh lùng. Biết nhau từ tháng 6 nhưng tới tháng 8 con mới tán được. 2 tháng sau. Dạ vâng. Ủa như vậy cũng đâu có lâu lắm đâu chị Một. Đấy là một cái chương trình học là 5 ngày thôi, sau đấy thì ai lại về nhà người nấy. Nhưng mà các tháng sau thì bọn con đều có những cái khóa học tiếp ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn. Có một cái khóa học là khóa học thấu hiểu ở Hà Nội, tên khóa học tên là thấu hiểu. Con có ấn tượng với anh Đức là ở cuối chương trình là anh ý chia sẻ giơ tay phát biểu rằng là ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn thầy. Cái buổi ngày hôm nay thì em học thêm kiến thức, em thấu hiểu hàng xóm, thấu hiểu mọi người và em mong muốn là tìm một cô bạn gái. Lúc đấy em có để ý nhìn anh ý. Phát tín hiệu lên bộ chủ là đứng lên nói. Nhưng mà lúc nói có địa Hằng cái. Lúc nói thì có ai đỉ mình nữa mà. Thấy Hằng quay lại nhìn con. Thế là tối hôm đó con nói là thôi hôm nay để anh chở em về, cũng tan học rồi. Trên xe con ấy nó có một con Spider-Man. Thì con hỏi Hằng là Spider-Man làm nhiệm vụ gì, Hằng có nhớ không? Em hình như là em bảo là bắn tơi. Đúng rồi. Thì con nói bắn tơi về đó. Thì con, ai mà ngồi vị trí này á thì bắn tơi vô xe á, làm người yêu anh thì ráng chịu nha. Thế cô kia, dạ, cái xong là mình vui vẻ quá, mình lại lái xe đưa cô về. Dạ. Từ đó thì đi mới bắt đầu. Xong rồi, đấy buổi tối hôm đấy thì anh ý bảo là để mấy hôm nữa anh sang xin phép bố mẹ em là để tìm hiểu em. Thì con cũng cảm thấy là buồn cười bởi vì là lúc đấy thì con cũng 27 tuổi rồi, anh ý thì cũng hơn 30 tuổi rồi, tức là cũng không còn trẻ nữa, không phải trẻ con nữa mà lại nghĩ đến việc là phải sang xin phép bố mẹ mình, nên mình cũng thấy anh này rất là đáng yêu ạ. Rồi sau đó thì Đức có tới nhà gặp bố mẹ không? Rồi lần đầu tiên đến nhà thì như thế nào? Cảm ơn. Lần đầu tiên đến nhà đó một cảm xúc, quay lại cảm xúc ạ. Con lái xe tới thì lúc đó mẹ vợ con hiện tại đưa Hằng ra với tâm thế là rất nghiêm khắc.
Nhưng mà lúc mà nghiêm khắc xong nhìn thấy con mẹ là cười. Trong kia là xin phép cho con phép bếp đưa hàng lên Hồ Hoàn Kiếm để đưa hai đứa đi ăn, xong rồi tối con là đúng 9 giờ rưỡi con sẽ đưa về. Dạ. Con xin phép xong đưa về đúng giờ đúng giấc, thế là bố mẹ hai bên mình rất là vui. Dạ. Thực ra là trước cái buổi đấy thì con có bảo với mẹ con là mẹ nha, mẹ cười tém tém lại để giữ giá cho con, bởi vì là khi mà mẹ con mà biết là có ai đó đến tìm hiểu là mẹ con vui lắm ấy ạ, cười không khép được mồm. Có nghĩa mẹ vui là bởi vì con gái mẹ là có tín hiệu thoát ế đúng không? Dạ vâng ạ. Sau đó thì bao lâu thì các bạn mới yêu nhau? Dạ, thực sự là cái hôm đưa em về đó đầu tháng 8. Cuối tháng 8, con... hôm đấy là 29 tháng 8 anh. 29 tháng 8. Ý, hôm đó mới là buổi đầu tiên con bạn biết con và con đưa bạn về. Mùng 1 tháng 9 mình hẹn hò lần đầu tiên. Con dặn yêu ngầm đó ạ. 29 tháng 8 biết nhau. Mùng 1 tháng 9 là hẹn hò lần đầu tiên. Dạ. Là đi chơi. Chị ơi có 3 ngày thôi chị. Thì đó đúng rồi, là không phải gì mới hỏi luôn nè. Dạ. Hẹn hò 1 tháng 9 hẹn hò chính thức. Sau 2 tháng chính thức đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn xong rồi bọn con cưới vào ngày 10 tháng 12. Ở Hà Nội luôn ạ. Quen nhau trong 3 tháng và cưới nhau thôi. Vậy là đám cưới được bao lâu rồi con? Đám cưới được 3 năm. 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi. Và sinh được một cô con được 18 tháng tuổi rồi ạ. Trời viên mãn ghê ông bà. Nhưng mà nó nghe là trong 3 tháng trời. Con có thấy là mình tìm hiểu ảnh là đã thấu đáo chưa? Dạ. Hoặc là trong cái giai đoạn yêu thì là con có thách thức ảnh hay là con thử thách ảnh một cái gì hay không? Anh Đức thì khá là khớp với cái hình mẫu mà con viết ra ấy ạ. Con có một cái checklist. Xong rồi con mới in hình của ba người hình mẫu ra. Đầu tiên là con in hình một anh diễn viên putty trai ở bên Thái Lan. Mà là mình muốn tìm một người chồng là đẹp trai như này. Xong rồi con in hình người thứ hai là con in anh Ronaldo. Con bảo là mình muốn tìm một anh là nghị lực như thế này. Và con in một hình thứ ba là anh Elon Musk. Là con bảo là muốn là một lãnh đạo lớn như người này. Và xong rồi con in hình của ba anh này con treo khắp phòng trong nhà con. Ba anh đó có giống như anh này không? Lúc mà gặp anh Đức thì từ cái đoạn mà con thấy rằng là anh ý sẽ rất là phù hợp để làm bố của con mình. Và là một người đồng đội, người bạn đời của mình. Sau này đã con cảm thấy rất là có sự phù hợp. Nhưng mà sau đấy thì khi mà cưới xong rồi con mới đi tìm lại cái list của con ấy, thì con thấy anh ấy có khoảng 80%, hơn 80% ở trong cái list đấy. Rõ ràng là chị Một có thấy không? Thật ra để có được hạnh phúc như ngày hôm nay và để mà chia sẻ cái niềm hạnh phúc đó trong chương trình ngày hôm nay, rõ ràng là để có được hạnh phúc đó là lựa chọn. Hạnh phúc là sự lựa chọn. Ừ. Vậy thì trong suốt 3 năm ở với nhau, có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Có một điều mà con khá là ngạc nhiên, đấy là sau khi cưới thì anh ấy không hiền giống như là mình tưởng tượng. Wow, thôi giờ hôm nay nhân tiện nè, con cứ khui ra đi. Con cứ tưởng trai miền Nam thì sẽ hiền rồi, không gia trưởng bằng trai miền Bắc. Nhưng mà anh ấy có thể thấy anh ấy rất là gia trưởng và khó tính, để ý chi tiết ấy ạ. Anh ấy quan sát được từ đầu đến gót chân luôn ấy ạ. Ví dụ giày mình mua mới về, mình chưa kịp bóc nát ở dưới đế giày thì anh ấy bảo là em chưa bóc nát giống như là bôi cho chắc chấu mặt anh. Con nghĩ chuyện đấy là nó chẳng có gì để mà bị mắng cả, có phải chuyện gì to tát thì nên chính vì thế con mới hay tủi thân. Vậy là chắc chắn sẽ có rất nhiều cuộc cãi vã. Có nhiều đúng những rồi. Cái mà nó mang tính chất vùng miền nữa không kể đúng không em? Cãi vã thì cũng không hẳn đâu, bởi vì là con không thích cãi vã. Nên là nhưng mà con muốn giải thích, nhưng mà con chỉ giải thích thôi thì với anh ấy là cãi rồi. Và anh ấy lại còn nạt thêm nữa nên nên là thôi. Mình im lặng cho yên ấm. Còn cái điều thứ hai nữa đấy là anh ấy chi tiêu quá phóng khoáng ạ. Và nhiều thứ nó quá sức tưởng tượng của con. Ví dụ như là anh ấy có thể đặt một cái bức tượng khảm riêng gần 200 triệu chỉ khắc mỗi con rồng với con khỉ rồi mua cái xe đạp 200 triệu. Còn một điều nữa là con thấy anh ấy hay đi nhậu quá và nhậu muộn ạ. Cái này khắc thì... mà đúng không? Cái này thì không có giải thích được. Mày không hiểu luôn. Là nhưng mà nhiều khi đó là cái nỗi khổ. Đúng rồi. Là đi tiếp khách nữa. Đúng không? Anh ấy 11, 12 giờ đêm mà chưa về nhà là con sốt ruột lắm. Ủa nhưng mà là anh ấy có hay giận dỗi gì không? Ôi trời ơi, hay dỗi lắm ạ. Trong nhà con là anh ấy là người dỗi nhiều hơn hả con? Thì đó. Anh ấy có tưởng cũng là người được dỗi. Anh bị trộn nhiều vùng miền quá đó con. Rồi không biết bây giờ những lúc nào thì mình phải xử sự theo kiểu người Nam. Lúc nào thì xử sự theo kiểu Bắc, lúc nào xử sự theo kiểu Đà Lạt. Rồi mỗi lần như vậy tụi con dùng cách nào để mà có thể hòa thuận lại với nhau? Thực ra thì có cái khoảng thời gian đầu tiên con cứ nghĩ là con gái thì sẽ được dỗi. Thế thì cái khoảng sau khi mà cưới nhau ấy thì có một lần là anh ấy hơi to tiếng với con thì con dỗi con bỏ bữa ăn sáng đấy và con đi làm. Cái hồi đấy con dỗi được có con nhịn được có một bữa, anh ấy nhịn cho 3-4-5 bữa. Thế là anh nhịn sang ngày hôm sau nữa, thế là không con phải làm lành trước. Vâng. Không ăn cơm vào đâu. Con luôn cứ về nhà là đến giờ cơm là lên giường nằm dỗi. Từ đấy trở về sau thì con biết là ông này dỗi giỏi hơn mình. Nên là thôi mình dỗi thì làm gì. Đàn ông không biết lắng nghe ạ. Con phát hiện ra để con đọc một cuốn sách và người ta nói rằng là đàn ông không biết lắng nghe. Thì giả vờ lắng nghe lúc đang yêu thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ở lúc đang yêu thì họ chỉ giả vờ lắng nghe giả vờ đó. Nhưng mà con biết rằng là họ biết đọc.
Thế là con mới ngồi viết tâm thư. Ví dụ như là những lúc mà sau một thời gian mà sinh em bé, con muốn quay trở lại công việc, con muốn đi làm. Anh ý thì vẫn muốn con là tập trung vào chăm em bé. Nhưng mà con bảo là một năm rồi, và em cũng cần có cái công việc, sự nghiệp riêng, em có cần có một cái những phát huy những cái khả năng của em. Nhưng mà để mà đối thoại trực tiếp ấy, thì rất là khó, bởi vì là trong lúc đấy cảm xúc nó lên và mình không kịp trình bày gãy gọn 1, 2, 3, 4 thì mình đã khóc rồi. Nên là con phải viết ra tâm thư và mong muốn của em là như thế nào. Thì con sẽ âm thầm là gửi cái tâm thư để cho anh ấy. Thì lúc mà đấy thì và chúng muốn hỏi cái cảm xúc của Đức, phải hỏi liền cái cảm xúc của Đức khi mà đọc được cái tâm thư đầu tiên của vợ. Thì lúc đó như thế nào? Cảm xúc mình cảm giác như là lâu nay mình đã không lắng nghe những cái mà vợ nói, để tại sao mà vợ phải biết tận cái tâm thư gửi cho mình như thế này. Thì lúc đó con mới chủ động nói một câu thần chú tới vợ. Xin lỗi vợ, anh yêu em, anh xin lỗi em, anh có lỗi với em, hãy tha thứ cho anh. Thì khi mà nói như vậy thì vợ tha thứ cho con, và hai đứa ôm nhau và hung nhau cái là hòa. Điều mong muốn lớn lao nhất của con, muốn chồng con thay đổi điều gì trong những cái con vừa nêu ra? Con muốn anh nghĩ là tiết chế cái cảm xúc của mình. Thế mạnh của con là điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Chứ nếu mà là một người vợ khác thì con nghĩ là trong những lúc mà anh ấy nổi nóng, anh ấy nóng tính ấy, thế thì nếu mà mình không tha thứ được, mình không tự chữa lành được thì vợ chồng giống như giọt nước tràn ly, nó sẽ có vấn đề từ việc đấy. Con có làm một cái kênh TikTok và con rủ anh Đức đóng chung với cả con. Đó là kênh mà vợ bắc chồng nam. Thực ra con làm cái kênh đấy, mục đích chính của con ở đây là bởi vì con là người viết kịch bản. Nên là khi mà có muốn có cái thông điệp gì đấy, con muốn nhắn nhủ đến chồng con, thì thay vì là nói trực tiếp với anh ấy, con sẽ viết thành kịch bản. Con bảo là hôm nay anh diễn cho em cái này. Thế là có những cái kịch bản nó rất hợp với tâm trạng của các bà vợ, các chị vợ. Thế là tự dưng nó viral lên ạ. Thông qua cái kênh đấy là con cũng điều chỉnh anh ý theo cái mong muốn của con nữa. Và những cái thông điệp ngầm ở trong đấy để anh hiểu. Thế bây giờ tới Đức. Dạ vâng ạ. Thật xấu vợ con thì nói nhiều. Càm nói nhiều. Anh ấy là diễn giả. Dạ vâng. Lấy chồng là con bị nói ít đi nhiều lắm đấy. Không dám nói. Rồi tiếp tục nè, còn dạ những gì? Nói nhiều, nói rất chủ đề, nói rất là nhiều, làm con điếc cả tai luôn. Nói chung ở ngoài nói không đã, về nhà nói mà vẫn chưa đã luôn. Đó, nói nhiều xong rồi em. Con thường thấy con gái thường trên phim ảnh hay là rất là ngủ thùy mị luôn, nít na này, công chúa đúng không? Dạ vâng, đúng công chúa. Nhưng mà khi mà ngủ với con là chân vác lên con rồi nè, tay vác lên con rồi nè, nói chung là con là cái gối ôm để cho bác gác lên. Tại vì cái giường con rất là rộng đúng không? Đó. Mà con ngủ lúc nào sáng ngủ dậy con ngủ cái mép giường mép. Thêm cái nữa thì con thì hay chi ly tinh tế và rất là gọn gàng. Nhưng mà khi với vợ thì vợ hay hay bận rộn, hay bưu bồ một tí. Bưu bồ một tí thì cũng hay có người làm hỗ trợ vấn đề về treo quần áo. Như là quần áo mà bị nhăn hay gì là con nói ngay. Đấy, đó là những cái mà... Bưu bồ một tí à? Dạ. Bưu bồ một tí hay nhiều tí thì cũng là bưu bồ. Dạ. Cho nên là bỏ cái chữ một tí đi, chỉ giữ lại chữ bưu bồ thôi. Bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì hả Đức? Dạ, may mắn của con là hạnh phúc là lựa chọn đúng một người vợ rất là tâm đầu hiểu hợp với con. Và thâm tâm con thì rất là mong muốn vợ con thì ngoài công việc ra, sở thích của em một thanh gươm, em có thể ra ngoài em tỏa sáng. Nhưng mà khi về với gia đình vẫn phải dành thời gian cho gia đình, từ 0 giờ, từ 8 giờ cho tới 11 giờ thì vợ có thể dành thời gian riêng cho anh. Và mong muốn tiếp theo nữa là sau khi em thành công trong việc trong 2 năm nữa thì hãy thực hiện lời hứa giống như vợ chồng mình hoạch định ra là chúng ta sẽ đẻ con năm nào để duy trì nội giống. Vẫn còn 2 đứa nữa. Nhanh mong, mong cô Hồng Vân và chú Quốc Thận là cũng để ý tới lời hứa vợ con. Với cái cặp này á, mình không cần phải khuyên nhiều. Bởi vì các bạn đều là những người mà nắm chắc được cái vận mệnh của mình, cái công việc của mình, cái cuộc sống của mình, kể cả cảm xúc của bản thân, là mỗi đứa mạnh một cái một vế rồi, cho nên là hỗ tương cho nhau. Thật ra hai đứa con đều giỏi, đều thông minh hết, cho nên nếu tụi con giữ được cái hạnh phúc này, giữ được cái mái ấm gia đình này, con của tụi con là những người mà sướng nhất, bởi vì tụi nó hưởng được hết đó. Cho nên cố gắng mỗi đứa nhường qua nhường lại một chút xíu. Rồi, xin cảm ơn hai đứa nghe. Cảm ơn cho hai đứa coi như là 2 năm sau sẽ có một em bé xuất hiện trong gia đình của mình nha. Vâng ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Rất vui được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Phải nói là rất là bất ngờ khi mà có một cô dâu người nước ngoài đến với chương trình Vợ Chồng Son như thế này. Em biết nói tiếng Việt không? Dạ vâng, em biết nói tiếng Việt. Rồi, giờ mà hai em giới thiệu về mình. Bạn phải đoán nè. Đoán hả? Dạ đoán nha, em phải người Ukraine. Dạ đúng rồi. Ủa sao chị hay vậy? Sao chị biết? Trời, em tưởng đâu đi là em có phải là người Hà Nội không?
Em là người Hà Nội. Rồi hay quá. Giờ thành thầy bói được luôn rồi. Chỉ bói hả? Sao hay quá luôn á. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Nói chứ không phải đoán đâu. Tại vì á, thấy cô bé này ở ngoài xinh quá. Hồi nãy có lén lén hỏi bên ban biên tập á, là cô bé này ở đâu mà xinh quá vậy. Biên tập mới nói là người Ukraine. Vậy đó. Chồng về Hà Nội. Nhưng mà là chắc là em sang Việt Nam cũng đã lâu rồi đúng không? Dạ vâng, em sang Việt Nam 5 năm rồi. 5 năm rồi. Rồi thôi bây giờ giới thiệu về mình đi. Em vợ giới thiệu trước hay chồng giới thiệu? Để em giới thiệu trước. Rồi mà em. Em tên là Sofia Fan, em đến từ Ukraine. Bây giờ em sống ở Hà Nội. Có em bé con lai xinh xinh. Bao nhiêu tuổi? Em bé mình 18 tháng tuổi. 18 tháng. Dạ. Còn okay. Sofia Ma bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Quá trẻ so với tuổi. Như là Sofia có chơi TikTok này đúng không? Dạ vâng, em có TikTok, YouTube. Hai vợ chồng cùng làm TikTok đúng không? Dạ vâng. Dạ vâng. Mình có coi rồi. Dạ. Có coi TikTok của hai bạn này rồi. Dễ thương lắm. Dạ. Dạ. Sắp tới. Nhìn hiền, nhìn đây hiền đúng không? Không có hiền. Lên trên TikTok là khác. Không có hiền đến nào trôn vợ không à? Thật ra lúc đầu vợ chồng em cũng chỉ quay TikTok để cho vui thôi ạ. Nhưng mà đến lúc sau thì thấy được mọi người ủng hộ nhiệt tình cho nên là vợ chồng em cũng cố gắng quay để cũng để giữ lại khoảnh khắc đẹp của gia đình. Dạ. Không ngờ là được rất là nhiều người ủng hộ đúng không? Dạ. Nhưng mà bạn nhỏ 18 tháng dạ. Thì bạn ấy có tham gia trong clip nào chưa? Có chứ. Chắc em là được nhiều thì... người mến mộ lắm đúng không? Dạ, dạ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ em là Sơn, Phan Vũ Sơn tên đầy đủ. Em sinh ra thì sinh ra ở Ukraine. Chứ em không sinh ra ở Việt Nam. Em sống ở Ukraine một thời gian. Xong rồi sau khi hai vợ chồng, sau khi tốt nghiệp đại học xong thì hai vợ chồng có làm đám cưới ở bên U xong rồi mới quyết định về Việt Nam. Để xem, một là xem thị trường, hai là để thử sức mình ạ. Dạ. Nhưng mà ba mẹ em là hiện giờ thì ở đâu? Bố mẹ em thì cũng ở Việt Nam ạ. Nhưng mà không cố định ở một thành phố. Mà do công việc cho nên là bố mẹ em đi lại đi Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội đi liên tục. Mà Sơn, ngành chính của Sơn là gì? Ngành chính của em là marketing. Dạ, em theo học marketing từ hồi học đại học. Xong rồi lên thạc sĩ em học tiếp về marketing. Nhưng mà bây giờ thì em ở Hà Nội thì lại em ở chung với bố mẹ hay là hai vợ chồng ở riêng? Dạ, hai vợ chồng hiện tại đang ở riêng ạ. Dạ vâng. Nhưng mà là ở ngoài Hà Nội. Ở ngoài Hà Nội ạ. Dạ. Sofia có làm, Sofia làm gì? Em làm content creation. Nói chung là làm kế hoạch cho các video trên TikTok và YouTube của mình và chỉnh sửa video. Editor. Đúng không? Dạ vâng. Dạ. Mà thường là em dựng trên trên máy tính lớn hay là em dựng trên điện thoại trực tiếp? Tạm thời chỉ dùng trên điện thoại, edit trên điện thoại. Giờ rất tiện. Dạ vâng. Chỉ cần một cái điện thoại. Em cũng chăm em bé cho nên là không có nhiều thời gian tiện. Ôi như vậy là Sơn là du học sinh ở tại Ukraine và cô bé này em sinh ra ở bên đấy luôn. Ra ở Ukraine. Ồ vậy hả? Dạ. Bạn này là người Ukraine nữa thì chắc chắn là các bạn quen nhau tại Ukraine là dạ hoàn toàn vâng, hợp lý. Dạ vâng. Nhưng mà là chắc lại là quen để đoán nha. Dạ. Chắc là học chung với nhau trong một cái trường, có thể là trường trung học. Rồi hai bạn coi như là quen nhau từ lúc đó luôn, gọi là thanh mai trúc mã. Đúng không? Thật ra thì hơi khác một chút. Vợ chồng em thì quen nhau do là hai vợ chồng là học cùng một trường đại học tổng hợp. Thì em học khoa ngoại giao, còn vợ em Sofia thì học khoa tiếng Việt. Vợ. Thì do trường có tổ chức nhiều sự kiện cho nên là hai vợ chồng có dịp gặp nhau thường xuyên. Từ đấy là bắt đầu tìm hiểu với nhau. Tức là quen nhau lúc mà đang học đại học. Dạ vâng ạ. Cỡ 20 bắt đầu hả? Năm thứ nhất hay là năm cuối? Năm thứ nhất là cỡ 20 tuổi. Bắt đầu từ năm thứ 2. Dạ. Tức là tầm 20 em mấy là quen nhau rồi. Dạ vâng. Nhưng mà em học ở trường đại học đó, em có học tiếng Việt không? Em không ạ. Nhưng tiếng mà Việt lại gặp một cô gái Ukraine. Dạ. Lại học cái ngôn ngữ của quốc gia mình. Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Dạ. Chắc có lẽ là
cũng thích cô gái này bởi vì là cô ấy yêu văn hóa và yêu ngôn ngữ Việt Nam. Cũng chính vì lý do đấy là em cũng thấy tò mò tại sao một cô gái người U mà lại rất là thích tiếng Việt mà lại cũng thích tìm hiểu về phong tục tập quán của Việt Nam. Thì em mới bắt đầu tìm cách để hỗ trợ Jun. Hỗ trợ là trợ luôn. Nhưng mà tại sao Sophia lại thích tiếng Việt? Dạ lúc mình vào trường thì mình đã muốn chọn một ngôn ngữ châu Âu bởi vì hồi xưa mình học nhiều tiếng châu Âu. Sau đó mình quyết định học một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ mới. Cho nên là mình chọn tiếng Việt. Sao không học tiếng Lào, Campuchia? Không có, không có. Anh hỏi Sophia nè, vậy thì Sophia biết được bao nhiêu thứ tiếng? Dạ, em biết tiếng Ukraine, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Việt và một chút tiếng Đức. Sơ sơ là 5 tiếng rồi đó. Dạ vâng. Rồi bây giờ nè, sâu vô vấn đề là lần đầu tiên mà em gặp Sophia, em có ấn tượng gì về cô gái nào? Ngoài cái việc là cô ấy thích học tiếng Việt. Cái ấn tượng đầu tiên em nhớ là em chỉ nhìn thoáng qua thôi. Thì em đã thích, em đã thấy một cái sắc đẹp nó rất là tuyệt vời. Thì em đã bị quyến rũ bởi cái sắc đẹp đấy. Thì từ lúc đấy là em tìm mọi cách để tiếp cận đối, để tiếp cận đối tượng và làm quen. Xong rồi tìm xem cô ấy cần những cái gì, đang thiếu sót những cái gì thì mình bắt đầu mình tìm cách để mình hỗ trợ và bù đắp. Mà đã vậy là còn phát huy được kỹ năng nữa. Em học ngoại giao nữa đúng không? Dạ, dạ. Cho nên là bây giờ là tiếp cận được Sophia là còn phát huy được cái kỹ năng trong cái sở trường học của mình. Không, cái này anh hỏi anh tò mò nha. Dạ. Là anh được biết là các cô gái Ukraine rất đẹp, mà phải nói là về nhan sắc là đứng phải nói là trong hàng top trên thế giới luôn hả? Vậy thì ngoài, anh hỏi thật nha, ngoài Sophia ra thì trong lúc đó em còn có tia bao nhiêu cô gái nữa không? Thì tất nhiên là cái này nói hơi khó, không biết cô hiểu không ta? Hiểu hết rồi. Sophia hiểu hết đúng không? Tia thì tất nhiên là thời sinh viên thì tất nhiên là thời sinh viên thì có rất là nhiều bạn gái người U đẹp và quyến rũ. Nhưng mà em từ khi gặp được Sophia là em đã cảm thấy là có một cái gì đấy kết nối em với Sophia. Từ khi gặp Sophia là lúc đó cứ cho như là em 20 tuổi đi. Dạ. Và trước 20 tuổi á là em chưa gặp Sophia là em có gặp cô gái người Việt nào không? Tức là trong cái bộ sưu tập về người đẹp của em á là có cô gái người Việt nào không? Thì ở đấy ở bên U ấy thì cộng đồng người Việt nó cũng không đông lắm, mà em ở thành phố Kiev thì cộng đồng người Việt cũng nhỏ thôi. Em lại sinh ra ở U cho nên là cách sống với cách nhìn nó hơi khác một chút. Có thể là nó không hợp với những người con gái Việt. Đấy thì em cũng không, có nghĩa là chưa dạ, có chưa, một cô chưa. Bạn người Việt. Dạ đúng rồi. Nhưng mà người U thì có đúng không? Người U thì chắc có thì vậy không đúng không? Hỏi giùm Sophia. Rồi bây giờ tới Sophia nè. Sophia có nhớ là lần đầu tiên Sophia gặp anh này trong một cái hoàn cảnh nào không? Dạ vâng, mình nhớ em gặp anh Sơn lần đầu tiên ở bên trường của em. Lúc đầu thì em không chú ý nhiều đến anh Sơn, nhưng mà sau đó anh Sơn bắt đầu giúp đỡ nhiều, muốn giúp học tiếng Việt. Thì mình thấy anh ấy rất là nhiệt tình, rất là người kiểu giúp đỡ, muốn giúp đỡ. Nhưng mà em có thấy Sơn đẹp trai không? Dạ có. Mà Sơn là người bạn trai Việt Nam duy nhất hay là trước đó em có quen với con trai Việt Nam chưa? Trước đây em đã sang Việt Nam để thực tập tiếng Việt ở bên trường xã hội và nhân văn ở Hà Nội. Thì cũng ở đó có nhiều bạn trai người Việt mà khen em. Thích em. Dạ thích em, nhưng mà chưa có quan hệ. Em chưa thích ai hết. Đúng không? Dạ, đúng không? Nhiều bạn nhưng mà em chưa yêu ai hết. Bởi vì em cũng thấy nếu có quan hệ với người Việt Nam nội địa thì nó cũng khó một chút.
bởi vì mình thấy anh Son là Việt kiều từ Ukraine cho nên là rất là dễ giao tiếp. Nhưng mà trước khi quen Sơn thì em có bạn trai chưa? Dạ có. Đó là mà gặp Sơn. Dạ. Rồi sau đó thì cái câu chuyện của các em nó phát triển như thế nào và Sơn chủ động tấn công cô gái này ra sao? Trong bao lâu thì coi như là chiếm được cái tình cảm của con? Khi mà bắt đầu từ cái lúc mà em với Sophia quen nhau ấy, thì bạn em cũng bắt đầu tìm hiểu về nhau nhiều hơn, tại vì sở thích cũng giống nhau, cũng có nhiều chuyện để tâm sự. Thì cũng thời gian nó cứ trôi qua dần dần thì bọn em bắt đầu có cảm tình với nhau càng ngày càng nhiều. Mấy tháng được cô dính? Mấy tháng? Chắc là khoảng nửa năm bọn em tìm hiểu về nhau. Xong rồi sau đó là chính thức là yêu nhau. Dạ. Vậy là trong nửa năm đó là Sophia có nói sỏi tiếng Việt không? Coi như em cố gắng hết sức để mà dạy tiếng Việt cho Sophia gì đúng không? Dạ vâng. Em cũng cố gắng hỗ trợ cho Sophia về vấn đề tiếng Việt, xong rồi phong tục tập quán của Việt Nam. Những cái gì mà Sophia không hiểu thì em luôn luôn cố gắng giải thích. Còn nếu mà em cũng không hiểu nữa thì em lại phải nhờ đến bố mẹ. Em mình cũng là sinh ra ngoài bên đó mà. Dạ vâng, đúng rồi. Như vậy thì cái kết quả thi của Sophia có đạt thành tích tốt hơn so với các bạn không? Em học về ngôn ngữ Việt mà đúng không? Dạ, người Ukraine so với người Việt à? Lúc mà em thi á, tại vì em học bên ngôn ngữ Việt đúng không? Dạ vâng. Vậy lúc em thi á, thi tốt nghiệp á, dạ. Cái thành tích của em có cao không? Dạ cũng có, là 90 từ 100. Dạ. Là có cái sự giúp đỡ của Sơn nhiều không? Có chứ. Không có đèn hỏi Sơn nè. Thật ra là trong cái tiếng Việt Nam mình á là rất khó nha. Dạ. Nhất là trong cách phát âm. Dạ đúng rồi. Vậy thì em có nhớ cái câu chuyện nào mà nó liên quan đến cái việc nó liên quan đến cái việc gọi là em dạy cô ấy phát âm không? Có câu chuyện vui nữa không? Về phát âm sai. Phát âm sai thì trong đời thường do tiếng U nó cũng là không có dấu, nó cũng giống như các tiếng châu, cho nên là khi mà Sophia phát âm nhiều lúc là Sophia có thể nói nó sai từ ấy. Em có nhớ cái từ nào mà sai không? Mà nó vui ấy. Từ nào nhà vợ có nhớ? Em nói sai nhau quá, không nhớ. Nói sai. Tại vì thật ra tiếng Việt Nam mình rất khó nha. Dạ. Vâng, rất khó, cho nên là thật ra để mà nói ví dụ cụ thể thì cũng khó, tại vì trong đời sống bình thường vâng. Cứ sai ấy, thì em sẽ cố gắng sửa cho sạch nha. Dạ. Rồi như vậy là yêu sau 6 tháng là bắt đầu chính thức yêu nhau. Dạ. Lúc đó là có đưa về gặp bố mẹ chưa? Hay là yêu một thời gian lâu rồi mới đưa về gặp bố mẹ? Sau khi chính thức yêu nhau thì em có nói chuyện với bố mẹ. Và bố mẹ em dạ vâng, của bố mẹ em. Cũng kể qua thôi. Chưa đến một lúc sau nữa thì em mới quyết định là cho Sophia về để giới thiệu với bố mẹ, với gia đình. Mà tại bên U luôn? Ở bên U ạ. Dạ vâng. Là em đưa Sophia về với bố mẹ em trước rồi em mới qua gặp bố mẹ của Sophia. Đúng rồi. Xong rồi em nhớ là lần đầu tiên em tới nhà Sophia là sau khi em đi du học ở Anh về. Em du học ở Anh về là em qua luôn từ sân bay, em chạy qua về thẳng nhà Sophia để làm quen với bố mẹ Sophia luôn. Ông bà sao? Ông bà welcome con rể Việt Nam không? Thì lúc đấy thật ra là cũng chưa biết là con rể hay chưa. Dạ, biết bạn chỉ trai biết là đúng không? Dạ vâng, chỉ biết là bạn trai thôi. Thì em nghĩ là mọi thứ cũng bình thường. Bây giờ phải hỏi Sophia, sau khi mà Sơn về thì bố mẹ em có nói gì về Sơn không? Có thích không? Có thích không hay là... Vâng, em nhỏ hồi đấy bố mẹ rất thích. Cũng nói là con trai hiền, rất lịch sự. Cho nên là... Và nói chung là anh Son là người Việt nhưng mà bố mẹ của em không có vấn đề ngôn ngữ, bởi vì anh Son biết tiếng Ukraine. Đúng rồi. Nhưng mà cái ngày đầu tiên mà Sơn đến nhà em á, Sơn mua cái gì tặng cho bố mẹ? Dạ bạn có chắc mua sô-cô-la... Hồi đấy trà thì anh. Đúng rồi, trà thì anh. Trà Việt Nam hay là trà Anh? Trà Anh. Trà Việt Nam. Trà thì anh.
Rồi, nghĩa là sau đó là coi như là hai bên gia đình đều coi như là đồng ý cho cái việc là hai đứa coi như là tiến sâu hơn nữa. Dạ vâng, đúng không? Đúng rồi. Đó. Như vậy là chuyện tình cảm của các em không có gì gọi là trắc trở khó khăn gì thuận lợi không? Có chia tay chia chân trong cái thời gian yêu nhau không? Có ghen hờn gì không? Đó. Thật ra tình cảm tình yêu của bọn em yêu nhau là 4 năm trước khi cưới. Bọn em phần lớn là phải yêu xa, tại vì lúc bọn em yêu là em phải em mới tốt nghiệp đại học xong và em còn phải đi học thạc sĩ ở Đức nữa. Với Sophia cũng tốt nghiệp và đi học thạc sĩ ở Việt Nam. Cho nên là 4 năm là hai vợ chồng em là yêu xa. Ủa như vậy là em học thạc sĩ ở Đức. Dạ. Rồi em đi qua Anh em học cái gì nữa? Em qua Anh trước, em du học xong rồi em mới qua Đức. À. Dạ vâng. Coi như Ukraine là quê hương của cậu rồi. Qua cậu sanh ở đó rồi. Anh học xong rồi qua Đức. Đúng rồi. Dạ. Lên. Đó. Sau đó bắt đầu yêu xa hết. Yêu xa hết. 4 năm ạ? 4 năm. Yêu nhau 4 năm. Dạ vâng. Mà xa nhau 4 năm luôn. Dạ. Nhưng mà thì trong khoảng mình em thì sang Đức, anh Son thì sang Việt Nam để chơi vài tháng, sau đó lại xa nhau. Rồi như vậy là anh đoán nha, tức là sau khi đi học về và đi ở bên Anh về đi thẳng qua nhà Sophia. Dạ. Sau đó là coi như là chắc cũng vài tháng là hai đứa đám cưới đúng không? Không, em nhớ là cái hồi anh là đi du học từ Anh về là em ở được vài tháng, xong rồi em chuẩn bị giấy tờ để đi du học thạc sĩ ở Đức. Thì sau 2 năm ở Đức, xong tốt nghiệp xong thạc sĩ ở Đức thì em mới quay lại về U để tổ chức đám cưới. Dạ. Được cái lý do nào mà hai bạn quyết định về Việt Nam sinh sống? Lý do hai vợ chồng muốn thử làm kinh doanh ở Việt Nam. Và trước khi hai em vào Hà Nội thì hai em ở bên Nha Trang. Là mở quán cà phê. Nhưng mà do Covid thì đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. Dạ. Nhưng bây giờ nè, hỏi thiệt hai đứa nè. Sống ở Đức cũng có thử rồi. Dạ. Ở Anh cũng có thử rồi. Dạ. Ở U thử rồi. Việt Nam. Giờ thích sống ở đâu nhất? Thấy ở đâu sống là phù hợp với mình nhất? Em thì thấy ở Việt Nam mình cũng là người Việt. Nên là em cảm thấy rất là thoải mái. Với con người rất là thân thiện. Với cái quan trọng nhất là ở Việt Nam rất là dễ để kinh doanh. Về vấn đề kinh doanh thì em thấy ở Việt Nam, tại vì Việt Nam đang là một đất nước rất là phát triển. Nên là bạn bè nước ngoài của em cũng đầu tư rất là nhiều về Việt Nam. Dạ. Tại vì Còn Sophia thì sao? Em Sơn á là người ta gọi là lá rụng. Lá rụng về cội. Lá rụng về cội rồi. Còn Sophia thì sao? Em có thích ở Việt Nam không? Em rất thích ở Việt Nam. Em cũng thấy ở đây rất là thoải mái. Nói chung là mình cũng thích thời tiết ở Việt Nam. Bởi vì mùa đông không lạnh như ở bên châu Âu. Ukraine lạnh lắm đúng không? Dạ, Ukraine lạnh lắm. Rồi anh muốn biết là cái lễ cưới của em ở bên Ukraine á, thì cái phong tục của hai quốc gia đó, tại vì dầu gì cái gốc em cũng là người Việt Nam. Dạ. Em cũng hiểu về đám cưới của người Việt Nam đó. Vậy thì cái lúc mà tổ chức đám cưới của các em á, thì nó có cái điều gì khác biệt không? Lúc tổ chức đám cưới ở bên Ukraine thì bọn em chú trọng về phong tục tập quán của U và phong tục tập quán của Việt Nam. Mỗi chỗ mỗi bên lấy một chút. Lấy tại sao vì đó? Ví dụ khi gia đình chú rể qua đón cô dâu thì cũng phải chuộc. Có nghĩa là phải tặng quà, tặng tiền cho em gái hoặc là em trai. Mua chuộc đó. Mua chuộc ạ. Dạ. Khi mà mua chuộc được xong, rước cô dâu về thì bắt đầu thắp hương. Thắp hương bàn thờ tổ tiên. Wow. Thì thắp hương xong thì mới bắt đầu là tiến hành đến nhà hàng. Thì do là số lượng khách cũng đông, là một hai là không có thời gian để tổ chức chi tiết hơn ấy. Cho nên là gia đình cả hai bên là đã quyết định lấy những cái thứ quan trọng nhất của hai nước để tổ chức phối hợp lại. Dạ vâng, đúng rồi. Em cái vụ mà mua chuộc á chẳng qua là hình thức thôi đúng không? Hình thức thôi ạ. Có bao giờ mà mua chuộc mà mấy cô em gái ở nhà không chịu, cái là không cưới được không? Không chịu thì lại phải tìm cách để nhiều nhiều hơn, nhiều quà hơn để mua chuộc. Ờ.
lầy. Em nhớ cái đợt đó em mua chuột em gái của Sylvia, em mua chuột gì không? Hết nhiều, tức là đó đó đúng rồi đó. Và em mua chuột vật chất là những gì? Em gái thì đưa tiền, em trai thì đưa xe ô tô. Em trai Sylvia lúc đó mấy tuổi? Em trai 8 tuổi. 8 tuổi mua ô tô, đồ chơi đúng không? Dạ, điều khiển đúng không? Dạ vâng. Điều khiển. Còn em gái là bao nhiêu tuổi? Em gái thì 18 tuổi. À, vậy là biết xài tiền rồi. Dạ vâng. Cho nên là mua chuột bằng mini. Rồi. Coi như hai đứa là suốt quá trình yêu nhau là chỉ có yêu xa thôi. Dạ vâng, đúng. Suôn sẻ, không có giận hờn, không có chia tay, chia chân, không có gì hết trơn á. Tất nhiên là có ghen tuông rồi giận do là nhau. Do là cả hai là phải yêu xa cho nên là bọn em đặt ra mục tiêu là cố gắng học xong thì sẽ tổ chức đám cưới và về với một nhà. Nên là do có mục tiêu cho nên là cả hai bên đều cố gắng theo mục tiêu. Dạ vâng, tất nhiên là sợ yêu xa 4 năm thì những ngày lễ, những cái ngày Tết, những cái ngày quan trọng, ví dụ ngày lễ tình yêu thì hai đứa không được cùng nhau thì nó cũng rất là tủi thân. Nhưng mà cũng chỉ vì mục tiêu thôi ạ. Chỉ vì mục tiêu cả hai. Nhưng mà anh nói thật Sơn nghe, trong khoảng thời gian mà em xa Sophia, dạ, cô này rất là xinh. Dạ. Đúng không? Thì anh hỏi em hiểu anh hỏi gì. Em ở nước ngoài, dạ, em có sợ mất Sophia? Em rất sợ. Em nói thật, tại vì em rất sợ, tại vì Sophia rất xinh mà Sophia lại lúc đấy là Sophia lại ở Việt Nam. Lại học leo ở trường Đại học Xã hội và Nhân văn cho nên là em phải tìm mọi cách để giữ được Sophia. Có okay. Ghen Sơn ghen không? Dạ. Dạ. Anh Sơn có ghen không? Có. Đang hỏi giai đoạn yêu nha. Giai đoạn yêu á. Trước khi em sang Việt Nam, anh Sơn phải làm cầu hôn. À. Em phải xin cầu hôn. Bố mẹ của em có được không? Coi như bố là mẹ xác nhận chính chủ. Dạ vâng. Ngồi đây, đúng không? Đúng rồi. Xác nhận chủ quyền á. Dạ. Bây giờ là lấy nhau được mấy năm rồi? 4 năm rồi ạ. 4 năm. Từ năm 2018. Vậy là tụi em cũng trường kỳ rồi ha. Dạ. 4 năm yêu nhau, 4 năm lấy nhau, dạ, 8 năm rồi. Gần một thập kỷ bên nhau rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, rồi vậy giờ anh Sơn anh có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì nhiều. Sophia chắc biết cái phần này nữa. Dạ. Ai cũng có. Đâu Sophia kể đi, cái tật nào mà Sophia muốn anh thay đổi nhiều nhất? Thay đổi? Thực ra hồi xưa em thấy anh Sơn thiếu các lãng mạn. Thiếu lãng mạn. À, thiếu lãng mạn. Có vợ đẹp vậy mà. Wow. Cho nên là em nói cho anh ấy là phải thay đổi, phải kiểu mở cửa xe ô tô khi em vào các thứ. Kiểu ở châu Âu đa nồm nó phải như thế. Gentleman. Và lãng mạn này rồi gì nữa. Và em thấy anh Sơn thay đổi rất là nhanh. Và em thích cái đấy bởi vì anh Sơn là người nói thì ít nhưng mà làm thì nhiều. Và em rất là thích đàn ông, nó không thích đàn ông nói chuyện nhiều nhưng mà hành động thì ít. Không, đây là cái phần mà kể tật xấu. Dạ, kể tiếp. Kể tiếp tật xấu anh đi. Kể tiếp đi. Thiếu lãng mạn. Thiếu lãng mạn còn gì nữa? Có bừa bộn không? Không. Có vứt đồ lung tung không? Chắc làm ít massage chân. Mình thích massage chân. Có nghĩa là ít khi làm massage chân. Ít khi chăm sóc vợ. Ít khi chăm sóc vợ. À, ít khi chăm sóc vợ. Không phải là ít khi chăm sóc vợ nhưng mà ít khi làm massage. Có nghĩa là Sophia thích massage chân. Dạ vâng. Mỗi lần. Nhưng mà Sophia có nói với anh biết rằng là em đang mỏi chân, em cần anh massage cho em. Em có nói không? Không. À, thích anh chủ động làm. Giờ có ghen không? Có ghen không? Tới bây giờ còn ghen nhiều không? Chắc không. Không có gì nữa. Không ghen luôn? Dạ. Có nóng tính không? Nóng tính cho người khác. Nhưng mà sơ vội em thì không nóng tính. À, nóng tính với người bên ngoài. Dạ. Nhưng mà với vợ là không có nóng tính. Dạ. Đúng không Sơn? Em nếu mà vợ em nói thế thì chắc là thế. Đấy. Không, nhưng mà cái vấn đề mà massage chân á là đó giờ là em có biết rằng là vợ em rất muốn được em massage chân cho vợ. Em mới biết là vợ em thích massage. Em thích massage nhưng mà em ít làm. Thỉnh thoảng thì thỉnh làm. Thỉnh thoảng thì mà... dạ.
Nhiều hơn. À, em muốn nhiều hơn. Vâng. Sao em muốn nhiều hơn? Thôi giờ còn gì nữa không, hết à? Dạ, có bừa hết bộn không? Có bừa bộn vứt đồ lung tung không? Không, không còn mình. Rồi bây giờ khui luôn nè, có mê game không? Mê xem Facebook coi như là mạng xã hội không? Mạng xã hội. Có bị nghiện không á? Không, không ạ. Có hay chơi game không? Có chơi game không? Chơi game nhưng mà ít, ít khi. Thôi vậy cũng không phải là xong nha. Giờ chị mong muốn thay đổi là chị có massage cho Suya. Massage là yes. Bây giờ một tuần mấy ngày nói luôn đi. Một tuần mấy đêm nè. Massage chân á. Em mong muốn 3 lần một tuần. Đó. 3 lần một tuần. 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7. Chọn, người chọn. Được không Sơn? Đây là mong muốn của Sofia. Chắc nếu mà mong muốn của vợ thì chắc em phải sắp xếp. Nhớ em cũng xem được. Trời ơi, biết là biết gài liền luôn. Đó, bắt tay là đồng ý. Phải cảm ơn anh với chị Hồng Vân dạ, nha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Giờ tới Sơn nè. Đó Sơn. Sofia có thật xấu gì cần thay đổi không? Người đẹp của em đó. Thật xấu thì em để ý thấy là ví dụ nhiều lúc là Sofia hay lập luận sai ấy, thì em cũng giải thích nhưng mà vẫn giữ cái lập trường của mình, không chịu thay đổi. Là bướng à? Bướng bỉnh, thỉnh thoảng là sẽ bướng bỉnh. Còn cái thứ hai thì em không biết là cái đấy thật xấu hay không, nhưng mà sáng nào cũng phải có một cốc cà phê với một cái bánh sinh châu. Trời ơi, cái đó lúc nào cũng thế. Cái đó là bình thường. Đúng không? Kể cả trời. Khi bánh sừng trâu ngon mà. Dạ, nhưng mà có nghĩa là một tuần ăn mấy lần? Nhưng mà anh Sơn là phải dậy trước và mua cho em. Có nghĩa là sáng nào cũng thích. Sáng nào cũng phải có một cái cốc cà phê nóng và cái đó là thói quen của người châu Âu hay sao? Dạ. Bố mẹ của chị ấy. Dạ. Bây giờ khi các cụ 80 mấy tuổi rồi, các cụ vẫn còn giữ thói quen đó. Dạ. Tại bố mẹ cũng đi học từ nhỏ. Dạ. Học ở bên đó từ nhỏ. Sáng nào cũng vậy, cứ bánh mì với cà phê sữa nóng. Bánh mì bơ. Em có ăn bơ không? Đó có. Đó, cứ bánh mì bơ với một chút salad hoặc là gì? Sesame không phải, cái gì gọi là gì? Salami. Salami. Dạ đúng ạ. Ăn hoặc phô mai ăn hoài luôn. Từ ngày này qua tháng nọ luôn. Mà Sofia là cứ bánh sừng trâu với một cốc cà phê nóng. Dạ vâng. Cái đó là tật dễ thương. Tật dễ thương. Tật tốt. Nhưng mà không phải là thích, phải là Sơn đi mua. Đúng rồi. Dạ. Đúng không? Phải là em đi mua, còn không là bao giờ tự đi mua cả. Nhưng mà sau đó ăn thêm gì nữa không? Sau đó thì có thể nhịn đến tối luôn ạ. Ăn trưa, ăn tối. Ăn trưa thì em thấy xe ít. Phần lớn là ăn tối, ăn sáng, ăn tối. Rồi bây giờ hỏi nè, cô ấy có ghen không? Khó chứ ạ, cực kỳ ghen. Cực kỳ ghen luôn? Cực kỳ ghen. Bây giờ ghen với ai nè? Thì tại vì công việc của em là về online là chính, cho nên là xe có thể là ghen đùa ấy ạ. Có thể là ghen đùa, có thể ghen thật. Ví dụ mà ghen hình ảnh trên Facebook thôi. Có thể dạ vâng, ghen hình ảnh chứ trên làm Facebook gì có người thật hoặc là ghen. Tại vì em Facebook của em là dùng để làm việc thì có thể là người phụ nữ nào nhắn thì có thể là sẽ bắt đầu trêu hoặc là có thể bắt đầu nói ghen. Có lúc nào mà ghen mà cãi lộn nhau? Cãi lộn nhau thì về vấn đề ghen thì không ạ. Về vấn đề cuộc sống gia đình, tại vì cuộc sống gia đình thì không thể tránh khỏi những cái những thứ mà hai vợ chồng có thể là không đồng tình. Bây giờ chị hỏi nè, cái cách dạy con á, dạ. Ai là người cầm chịch? Có nghĩa là trong có xung đột về cách dạy con không? Sao cha trả lời. Cách dạy con này ai là người dạy? Em mới là người dạy. Bởi vì thật ra em là giáo viên, cho nên là cái vấn đề dạy con rất là gần cho em. Em cũng nghiên cứu nhiều về các Montessori để dạy con rất tự do. Có nghĩa là Sofia là người chính. Dạ đúng rồi. Vậy là em có khi nào em xung đột về cái cách dạy với Sofia? Xung đột nói hẳn là xung đột thì không ạ. Ví dụ em có thể góp ý, tại vì do là sống ở Việt Nam thì em cũng phải dạy bé nhà em là cũng phải biết phong tục tập quán của Việt Nam, cho nên là nhiều lúc là nếu mà dạy
theo sống theo kiểu châu Âu thì cũng không đúng lắm. Cho nên là nhiều lúc là cũng phải góp ý để cho em bé, vâng, để cho em bé biết về phong tục tập quán Việt Nam, biết về cách sống ở Việt Nam như thế nào. Mà ông bà nội giờ đã về Việt Nam chưa hay là vẫn ở bên kia? Ông bà nội thì ở Việt Nam lâu rồi ạ. Ở Việt Nam lâu. Dạ vâng. Rồi ở mỗi nơi một chút. Dạ đúng. Ông bà có can thiệp nhiều vô cái việc dạy con của tụi em không? Không can thiệp nhiều nhưng mà thỉnh thoảng thì có góp ý. Dạ. Thì cách dạy của người nước ngoài với người Việt mình có nhiều cái khác nhau lắm. Đúng rồi, khác rất nhiều. Khác nhau. Dạ, vâng, khác rất nhiều luôn. Nội mà cái chuyện mà cho em bé mà khi nó té xuống á. Dạ đúng rồi. Rồi nước ngoài là để tự đứng lên. Còn người Việt Nam mình là mà trời. Xong rồi đánh đất. Đó thì thường những cái đó là dễ xung đột lắm. Đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà bạn Sơn này cũng đã sinh ra ở Ukraine cho nên là ít nhiều gì là cũng là người Ukraine rồi. Dạ vâng. Và bố mẹ của anh Sơn cũng sống ở bên Ukraine 20 năm. Hơn 20 năm. Cho nên là bố mẹ em cũng hiểu. Cho nên là cũng chỉ có góp ý thôi. Rồi bây giờ Sơn mong muốn Sophia thay đổi điều gì? Nếu như có. Thật ra nếu mà đã yêu nhau rồi mà đã về cùng một mái ấm và có cả con rồi thì em nghĩ là những cái thói hư tật xấu ấy cũng sẽ thành là những cái tính tốt. Tại vì mình yêu vợ mình cho nên là em thật ra em cũng không biết là có cái vấn đề gì để thay đổi. Thôi cứ để nguyên vậy luôn. Cứ để nguyên như vậy. Yeah. Và chồng con sẽ mãi mãi yêu. yêu Sophia có lãng mạn không? Sophia rất là lãng mạn. Vậy thì em cũng nếu mà như vậy á thì hoặc là em phải ước, em phải mong là Sophia ơi em bớt lãng mạn lại. Hoặc là em phải nói là Sophia ơi anh hứa với em, anh sẽ thật là lãng mạn để phù hợp với em. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Bắt buộc đúng không? Đúng không Sophia? Bây giờ cho Sophia đó là nghĩa là chị Vân đang gợi ý cho Sophia. Bây giờ cho em thêm một cái điều mong muốn nữa. Thì em nói đi, em mong muốn điều gì? Sơn ơi. Nói bằng tiếng Ukraine cũng được. Mong muốn. Anh Sơn sáng nào phải mua một cốc mì cà phê sữa nóng và một bánh sinh châu cho em và một tuần. Sau đó một mùa bánh sinh châu cho bé Alisa nữa. Nhưng mà còn một tuần thì ba lần gì và ba lần massage. Trời ơi ơi Sơn đỏ mặt luôn kìa, đỏ mặt là mắc cỡ là đồng ý đó. Ok, hôm nay nhân dịp đến với chương trình này thì thật sự là trước khi chia tay các bạn thì phải nói là rất là chúc mừng Sơn với Sophia. Các bạn đã có một cái mối tình rất đẹp và để có được ngày hôm nay rõ ràng là để có được hạnh phúc như hôm nay, để có được nụ cười hạnh phúc thì rõ ràng là các bạn đã trải qua rất là nhiều câu chuyện yêu thương với nhau và hạnh phúc là một lựa chọn. Các bạn đã lựa chọn đúng người, đúng đối tượng để mà chúng ta có thể là trao hết tất cả những tình yêu cho nhau. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn anh chị. Chúc hai bạn hạnh phúc nha.